Các bạn à, người Việt Nam dù ở nước ngoài hay trong nước cũng đều là con cháu vua Hùng, đều cùng một cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Vì vậy, người Việt Nam rất tự hào về nguồn gốc cao quý của mình. Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc tiên rồng của dân tộc, mời các bạn lắng nghe câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên nhé. Xin chào tất cả các bạn. Ngày mới chúc tất cả các bạn vui vẻ. Bây giờ, Đức Anh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên nhé. Ngày xưa, ở miền Lạc Việt, có một vị thần tên là Lạc Long Quân. Thần nói rồng, sức khỏe phi thường, đã giúp dân diệt trừ nhiều yêu quái. Cũng thuở ấy, ở vùng núi phía Bắc, có nàng Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân, rồi nên vợ nên chồng. Nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng, nở ra 100 người con, lớn nhanh như thổi, khỏe mạnh như thần. Một hôm, Lạc Long Quân bàn với Âu Cơ: ta sẽ đưa 50 con xuống biển. Nàng đưa 50 con lên núi, chia nhau giữ các phương, kẻ miền biển, người miền núi. Khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Âu Cơ cùng 50 con sinh sống trên đất liền. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu. Con cháu càng ngày càng đông đúc. Cũng bởi sự tích này mà người Việt Nam thường được gọi là con rồng cháu tiên. Người Việt Nam cũng gọi nhau là đồng bào, có nghĩa là những người cùng sinh ra từ bọc trứng của bà Âu Cơ. Các bạn ơi, chuyện con rồng cháu tiên thật giàu ý nghĩa. Câu chuyện cho chúng ta biết về nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của con người Việt Nam. Rồng giống, rồng tiên. Người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, miền núi, đồng bằng hay miền biển, dù ở nước ngoài hay trong nước, thì người Việt Nam cũng đều là con cháu vua Hùng, đều cùng một cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Vì vậy, chúng ta phải biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của những người có chung nguồn gốc. Câu chuyện tôi kể đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.